Kính thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta sử dụng điện thoại để mà chúng ta làm việc thì chúng ta có rất nhiều loại tài khoản, chẳng hạn như là Facebook nè, rồi Zalo, rồi tài khoản ngân hàng, rồi tài khoản là Google. Nói chung là chúng ta có rất nhiều loại đó là tài khoản, thì mỗi loại tài khoản nó đều có một cái mật khẩu của nó. Thì có đôi lúc thì chúng ta không có đó là đặt mật khẩu nó giống nhau ha, mà chúng ta có thể là đặt mật khẩu nó khác nhau, rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng ta có thể quên đi các mật khẩu đó. Như vậy ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách để mà chúng ta lấy lại các mật khẩu chúng ta đã quên. Nếu như chúng ta đã không có lưu lại mà chúng ta quên đi thì là bằng cách nào chúng ta có thể lấy lại được cái là những cái mật khẩu đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn quý vị và các bạn cách để mà lấy lại tài khoản trên điện thoại của mình. Và bây giờ mình xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi các bước mình thực hiện nha. Kính thưa quý vị và các bạn, khi sử dụng điện thoại thì chúng ta đăng nhập rất nhiều loại tài khoản trên chiếc điện thoại này. Và bây giờ để lấy lại những cái tài khoản đó, lấy lại mật khẩu những tài khoản đó thì chúng ta làm sao? Thì mình xin hướng dẫn quý vị và các bạn cách thực hiện nha quý vị. Quý vị nhớ là theo dõi từng bước của mình và làm đúng như vậy thì mình sẽ lấy lại được bất cứ cái tài khoản nào. Ở đây mình sẽ thực hành trên cái thiết bị đó là Android ha. Cái máy này máy Samsung. Những cái thiết bị khác cũng tương tự như vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ đó là mở cái trình duyệt web lên. Ở đây mình sẽ chọn đó là Google Chrome ha. Mở Google Chrome lên. Rồi, sau khi mở xong thì quý vị thấy ở góc trên nè, có ba cái dấu chấm, sẽ nháy vào đây. Chúng ta sẽ tìm đến cái tab là cài đặt, cái hình bánh răng nè quý vị, nháy vào chỗ cài đặt. Rồi, sau khi nháy cài đặt xong, chúng ta thấy cái chữ mật khẩu. Đó, nó có chữ mật khẩu hiện ra, thì sẽ nháy vào cái chỗ mật khẩu đó. Thì lúc này quý vị thấy là có rất nhiều cái tài khoản mà chúng ta đã đăng nhập vô đây rồi thì nó sẽ nằm ở đây hết. Rất là nhiều loại tài khoản. Đó. Thì bây giờ muốn xem mật khẩu của tài khoản nào thì quý vị chỉ cần nháy vào đó thôi. Chẳng hạn như là mình sẽ vào cái IOTA nè. Đó. Sau khi nháy vào xong thì tên người dùng, mật khẩu. Thì chúng ta chỉ cần nháy vào cái chỗ là mật khẩu này thì nó sẽ hiện cái là cái mật khẩu ra. Cái bước đầu tiên nó kêu mình là phải xác định cái danh tính của mình. Đó, mình giả hình hay gì đó. Rồi, lúc này nó sẽ hiện ra cái mật khẩu. Rồi tiếp tục thì mật khẩu nó sẽ được hiện ra ha. Đó, mật khẩu đã hiện ra rồi. Được chưa nào? Rồi, tương tự như vậy thì dành cho các loại tài khoản khác, tài khoản nào cũng vậy. Đối với mọi tài khoản thì nó đều có đó là cái tên người dùng và mật khẩu. Quý vị muốn lấy lại cái tài khoản và mà cái mật khẩu nào thì quý vị chỉ cần thực hiện các bước hồi nãy ha. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách để mà chúng ta đó là lấy lại những cái tài khoản mà chúng ta đã đăng nhập trên một chiếc điện thoại. Bây giờ chúng ta đã quên đi thì là cách làm nó là đơn giản như vậy thôi quý vị. À, còn nếu như quý vị nào mà cảm thấy mà chưa yên tâm thì quý vị cứ lấy điện thoại ra và quý vị hãy thực hiện xem, thực hành lại ha. Và mình xin có một cái lời đó là cảnh báo dành cho quý vị, đó là chúng ta không nên cho người khác mượn chiếc điện thoại của mình nha. Nếu như mà mình cho người khác mượn chiếc điện thoại của mình mà họ biết cái thủ thuật này thì có thể là mình sẽ mất đi cái tài khoản của mình đó. Đó là lời cảnh báo của mình dành cho quý vị và các bạn. Nếu như những thông tin mình chia sẻ cho quý vị và các bạn mà nó có bổ ích thì quý vị đừng ngần ngại hãy ủng hộ mình bằng cách cho mình một like, một lượt đăng ký kênh. Mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo của mình. Thân chào và hẹn gặp lại.